Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Còn một cửa duy nhất và cơ hội cuối cùng cho ông Tô Lâm. Tô Lâm sinh năm 1957, hiện nay đúng 65 tuổi. Tuổi 65 là tuổi giới hạn, nếu không chui vào được tứ trụ thì bất cứ ai cũng phải về hưu, dù cho đang là ủy viên Bộ Chính trị. Đây là giới hạn được Đảng Cộng sản Việt Nam quy định trong điều lệ đảng của mình. Tuy nhiên, nhóm tứ trụ thì lại ngoại lệ, được xét thêm suất đặc biệt, có thể ngồi lại nhiệm kỳ sau. Người hưởng suất đặc biệt nhiều nhất chính là ông Nguyễn Phú Trọng. Ông đã hưởng tới 2 lần. Ông Tô Lâm là con nhà nòi, ông là con trai của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Tô Quyền, cựu giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông và Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục và Trường Giáo dưỡng. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Về chiến công thì cha của ông Tô Lâm hơn ông, nhưng về thành tích leo cao thì hiện nay ông Tô Lâm đã hơn cha. Ông Tô Quyền là con người hung bạo nên được giao quản lý các trại giam và trường giáo dưỡng. Có người đánh giá ông Tô Lâm giống cha ông về tính hung bạo và sự lạnh lùng nên nhờ đó mà đã leo lên được rất cao, được cất nhắc lên làm công cụ cho người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Cũng có người đánh giá ông Tô Lâm là mẫu người công cụ, không phải là người điều khiển. Có thể chức Bộ trưởng Bộ Công an là tốt nhất đối với bản thân ông, nếu leo cao hơn nữa thì ông Tô Lâm sẽ mất sở trường. Ở vị trí tứ trụ hoặc là bù nhìn, hoặc là người điều khiển những người khác, chứ không ai trong tứ trụ làm công cụ cho người khác được. Vì thế, ông Tô Lâm mà nhắm vào ghế tứ trụ là từ bỏ sở trường và đi tìm sở đoản. Làm như vậy là lợi bất cập hại, mà ông Trần Đại Quang là một ví dụ điển hình rõ nét nhất với cái chết hết sức bí ẩn. Chính ông Trần Đại Quang cũng đã từng bỏ sở trường đi tìm sở đoản mà ông đã phải bỏ mạng. Thật ra khi ông Tô Lâm bị đưa ra khỏi ngành công an thì chẳng khác nào cá bị đưa ra khỏi nước. Tuy dũng mãnh khi làm Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng ông chỉ là con cá nằm trên thớt nếu ông là chủ tịch nước. Hiện nay ông Tô Lâm đang nắm nhiệm kỳ thứ 2 ở Bộ Công an. Không ai được quá 2 nhiệm kỳ trừ ông Nguyễn Phú Trọng. Vì thế đến năm 2026, ông Tô Lâm dù muốn hay không cũng phải rời chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Và dù muốn hay không, ông cũng phải rời Bộ Chính trị nếu không giành được chiếc ghế Chủ tịch nước hôm nay. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hiện nay. Tham vọng chính trị trong con người ông Tô Lâm là rất mãnh liệt. Bị cho về vườn chắc là ông không cam. Và đó là lý do tại sao ông Tô Lâm đang ráo riết chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch nước vào giữa nhiệm kỳ. Hội nghị Trung ương 6 sắp tới xem là cơ hội cuối cùng cho ông Tô Lâm nếu muốn vào tứ trụ. Bởi theo đánh giá của một số người, ông Nguyễn Xuân Phúc nếu trụ qua Hội nghị Trung ương 6 thì khả năng rất cao ông Phúc sẽ ngồi lại chiếc ghế này đến hết nhiệm kỳ. Bởi hồ sơ về những bê bối của ông Phúc, mà cụ thể là vợ ông, đã có đầy đủ trong tay mà không loại được ông đương kim Chủ tịch nước thì xem như ông Tô Lâm sẽ thua ngay bây giờ. Trong 4 ghế của tứ trụ, ông Tô Lâm không có khả năng tranh đoạt các ghế khác ngoài chiếc ghế Chủ tịch nước. Với lại, nếu muốn bứng ông Nguyễn Xuân Phúc thì ngay bây giờ ông Tô Lâm sẽ được nhóm lợi ích Ninh Bình ủng hộ nhiệt tình. Vì nếu để đến cuối nhiệm kỳ thì e rằng thế và lực nó sẽ khác đi rất nhiều. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang, dũng mãnh là thế nhưng vào tứ trụ chỉ là cá nằm trên thớt. Bộ Công an tuy là có quyền lực nhất nhì trong chính phủ, nhưng lịch sử cho thấy ai nắm Bộ Công an đều không có cơ hội chọn những chiếc ghế quyền lực hơn trong tứ trụ, mà chỉ có thể chọn ghế hạng bét. Không hiểu sao lại như vậy, có lẽ bởi những con người đứng đầu trong Bộ Công an chỉ là những con người có sở trường làm công cụ cho kẻ khác, chứ ít khi làm người điều khiển cuộc chơi cho được. Ông Tô Lâm sẽ có thể là chủ tịch nước, nhưng ông sẽ mãi không thể làm chủ cuộc chơi. Có ý kiến cho rằng như thế. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thảm án Yên Bái xưa, người ngã xuống, kẻ trỗi dậy, nhân vật bí ẩn ngày đó về Trung ương là ai? Vào năm 2016, một vụ án mạng làm 3 người chết tại Yên Bái đã làm rung động Việt Nam. Một vụ án mạng chưa từng có, 2 trong 3 người mất mạng ấy là Bí thư tỉnh Phạm Duy Cường và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ngô Ngọc Tuấn. Còn mạng còn lại được cho là hung thủ
đó là Đỗ Mạnh Cường. Vì thế vụ án này được khép lại mà không có tình tiết nào được khui thêm ra nữa. Điều đáng nói là vụ án năm đó được báo chí phán quyết thay cho cơ quan điều tra. Suốt thời gian dài, nhiều trang phản biện đã chỉ ra những bất hợp lý trong vấn đề báo chí nêu ra. Tuy nhiên, dù bất hợp lý, nhưng những gì báo chí nói thay lời cảnh sát điều tra được xem là sự thật. Đây là hình ảnh một cái chết hết sức mờ ám tại quân khu 2. Sau vụ thảm sát ấy, ba bộ trưởng nội vụ hiện nay là Phạm Thị Thanh Trà đã thâu tóm hết các chức vụ mà hai quan chức đã bị hạ sát để lại. Vụ án này được người ta cho ra vụ án chính trị hơn là vụ án hình sự thông thường. Tỉnh Yên Bái vốn là một tỉnh nằm trong địa phận quản lý của quân khu 2. Khi ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn bị giết, lúc đó Thiếu tướng Lê Xuân Duy làm tư lệnh quân khu 2. Ông Duy làm tư lệnh quân khu 2 từ 10 tháng 6 năm 2016. Tuy nhiên đến ngày 7 tháng 8 năm 2016, ông Lê Xuân Duy bị chết một cách bí ẩn và sau đó không bao lâu vào ngày 18 tháng 8 năm 2016 xảy ra vụ thảm sát Yên Bái. Cái chết của ông Lê Xuân Duy là cái chết bệnh như cái chết của ông Phạm Quý Ngọ nhưng không làm ồn ào dư luận. Tuy nhiên, cái chết của ông Lê Xuân Duy được giới phân tích đánh giá không hề đơn giản. Nó liên quan đến những trò đấu đá phe cánh từ Trung ương muốn triệt hạ lẫn nhau để đưa người của mình cài vào đây. Cũng xin được nhắc lại là tướng quân khu 2 hay bị chết hết sức bí ẩn. Tướng Ma Thanh Toàn lên làm tư lệnh quân khu 2 năm 1988 là do có sự ám toán dẫn đến tai nạn máy bay tại Lào, khiến nhiều tướng lĩnh bị tử nạn vào năm trước đó, tức là năm 1997. Trong đó có Trung tướng Trần Tất Thanh, vốn đang là tư lệnh quân khu 2, thay thế cho tướng Đàn Anh là Đào Trọng Lịch. Tướng Lịch cũng bị chết trong cùng tai nạn với tướng Thanh sau khi để lại chức tư lệnh quân khu 2 cho tướng Thanh để về Trung ương đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương khi Lê Khả Phiêu vừa lên đảm nhiệm chức Tổng Bí thư cùng vào năm 1997. Đây là hình ảnh những cái chết sặc mùi chính trị. Sau cái chết của ông Lê Xuân Duy vào năm 2016 thì Lê Sĩ Tấn lên thay và hiện ông Lê Sĩ Tấn đã về Trung ương và mới đây vào ngày 12 tháng 9, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đã qua nhiều cương vị lãnh đạo và chỉ huy các cấp trong quân đội, từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc từ năm 1986 đến năm 1988, sau đó là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, rồi lên Tư lệnh Quân khu 2. Từ tháng 9 năm 2019 đến nay là Phó Tổng Tham mưu trưởng. Hiện nay, ông Phạm Minh Chính đang củng cố thế lực của ông tại Bộ Quốc phòng. Với dự tính nắm chắc Tổng cục Tình báo Quân đội, tức là Tổng cục 2, và sau khi nắm tình báo trong tay, ông Thủ tướng sẽ nâng cấp người của mình vào các vị trí chủ chốt nhất trong này. Đây là hình ảnh Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn được thăng quân hàm. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn là con người thế nào và phục vụ cho thế lực nào là nhiều nhà nghiên cứu đang tìm ra câu trả lời. Trên bàn cờ chính trị của Việt Nam hiện nay đang diễn biến rất phức tạp. Những nước cờ của các nhân vật trong tứ trụ được tính toán hết sức kỹ lưỡng. Và càng gần đến ngày Trung ương 6 diễn ra thì Thời báo.d sẽ thu thập những thông tin mới để phục vụ quý khán giả được biết tới về tình hình Việt Nam.